cẩm thạch nha. Đó, đủ loại bông anh em ơi. Để khá khá không ha. Cây đầu tiên là mã số M1. Cây này á hai màu. Thì nó có bên đây á, lá nhỏ, nhì cẩm thạch lá nhỏ thì màu tím sen. Đây màu hồng. Đây là màu hồng hơi lọt hơn ha. Hồng cái lọt lá hơn. Nó bự hơn chút nè. Không, tại vì mình thúc mình rút lại nó cũng nhỏ xíu à. Cũng vậy à. Anh em trồng tốt thì lá nó hơi bự thôi. M1 mọi người. M1 nó có hai màu ha. Màu tím sen với một màu hồng nhạt ha. Hoành ở đây là 11. Hoành 11 ha. Chiều cao nó là 65. Rồi mã số này là M1 giao lưu với mọi người 400.000 em bao ship. Rồi M1 400.000 thôi em ơi, bao ship luôn ha. M2. M2. Đó nè, màu hồng. Không, màu tím sen. Đó, tại vì tại anh em nuôi mà nó tốt đầu, khi đầu cành nó đồng tốt thì nó ra lá hơi bự, rồi nữa anh em nuôi dài là thúc lại là nó nhỏ lại à. Nó ừ, xíu à. Rồi mã số này là mã số M2. Cái này cũng nó nhỏ mà củ đế của nó nè. Coi củ đế hả. Rất là quái luôn ha. Củ đế này là giấy Mỹ ha. Đây giấy Mỹ. Hoành nó là 10. Chiều cao nó là 46. Đó, củ rất là quái sọp xuống nghe nè. Rồi mã số M2 giao lưu với mọi người 350.000. Rồi 350.000 thôi. Ồ cái này đẹp nè. Này tím sen nghe nè. Đó màu tím sen. Cây này khá là đẹp. Anh em này anh em về vô cái chậu nhỏ mini đẹp lắm anh em ơi. Để bàn đẹp lắm ha. Mấy cái này mà đi có mấy anh ở xa ha. Nó rụng lá nữa đâm chậu mới không sao nghe anh em. Tại vì anh em ở xa nó thiếu lá, nước á. Nó rụng lá. Đóng vô cái đi xe nó hầm á. Nó rụng lá nữa đâm chậu mới. Hoành không sao chứ. Chiều cao nó là 44. Rồi mã số này là mã số M3 giao lưu với mọi người 400.000. Rồi 400.000 bao ship luôn. Này là M4, cây này tàn nó đều nè. Mỗi cành nó đều có bo hết nha. Tím sen nghe nè. Đây cây củ đế nè. Củ khá là quái luôn ha nè. Anh em về về vô cái chậu cao cao chị củ lại rất là đẹp. Hoành nó 11. 11. Cao 38. Rồi mã số M4 giao lưu với mọi người 400.000. Rồi 400.000 bao ship luôn. Đó. Này là M5. M5. Cái này màu hồng. Màu hồng nhạt ha. Rất là đẹp. Hoành nó là 9,5. Cái này là cây dạng nhỏ thôi ha. Chiều cao nó 62. M5 em giao lưu với mọi người 350.000. 350.000. M6. M6. Cây này quái lắm anh em ơi. Nhỏ nhưng mà nó ghép được 4 con luôn. Hoành nó 11. Chiều cao nó 35. Rồi mã số này là mã số M6 giao lưu với mọi người 400.000. Rồi chỉ 400.000 thôi em bao ship. M7. Ồ, cái này thì ba màu luôn nha anh em. Đó. Đây là cẩm thạch lá vàng bông trắng. À. Trắng mà trắng xanh ha. Rồi bên đây cẩm thạch bông hồng. Đây trên đây là tím sen. Đó. Ba loại luôn. Quanh nó là 10. Chiều cao nó là 71. Rồi M7 giao lưu với mọi người 400.000. Rồi chỉ 400.000 bao ship anh em ơi, cả rẻ luôn ha. Đây là M8. Ờ cái này cũng hai màu ha. Trên đây là tím sen, dưới này là màu hồng. Đó, cây này củ đế đẹp dữ lắm, đẹp luôn nè. Đó, đế thú luôn ha. Hoành nó 13. Quá trời cũ rồi nè. Chiều cao nó 54. Rồi mã số M8 em giao luôn cho mọi người 500.000. Rồi 500.000 cho anh em ơi, bao ship luôn. M9. Cây này cũng rất là đẹp, cái cũ rồi nè. Dữ lắm cái cũ luôn nè. Cây này thì một màu tím sen ha. Tàn rất là dày luôn. Đâu hoành ngay đây là 13 nha mọi người.
ngay chỗ đó là 13. Chiều cao đó là 7 phương, 7 phương. 80, chiều cao đó là 80. Cao 80. Rồi mã số này là M9, giao lưu với mọi người 500 ngàn. Rồi M9 thì chỉ 500 ngàn thôi nè, bao ship luôn. M10 cao. Ồ, cái cũ bự. Cây này cái dáng của nó là 3 nha. Ồ, cũ nè nè, nhìn nè, biết cây cũ luôn ha. Cũng bò ha. Hoành nó là 12,5. Cao nó là 35. Đây là màu hồng nha. Màu hồng không? Màu tím sen. Màu tím sen anh em ơi. Rồi mã số này là mã số M10, giao lưu với mọi người 450.000. 450.000, cũ rất là quái luôn. Ồ, cây cũ này dữ nè anh em ơi. Ồ, cũ à. M11. Ồ. Là cũng tím sen đó nha anh em. Quanh nó 13. 13. Nhưng ra nó 38. Ồ, cái quay lại cái cũ cho anh em xem nè. Đó. Cũ nằm dưới này, dưới này nè ha. Quay ngang đây dướng cái chậu mũ không thấy kỹ. Rồi M11 giao lưu với mọi người 450.000. Cái này cũ đẹp lắm, 450.000 luôn anh em ơi. Rồi M12 cũng là cây cuối cùng. Cây này thì chỉ có hai màu ha, một màu cẩm thạch lá vàng bông trắng đây đó, với cẩm thạch bông tím sen. Nè, cái bông của nó hơi trắng trắng đây nè, trắng mà nó hơi xanh xanh đó, có bông sẵn đó. Cây rất là đẹp ha. Cây này thì nó bị dập da đây mớ. Không sao, dập da không sao nha anh em, sống bình thường. Con heo này là 11,5 và 12. Chiều cao nó là 60. Da này nó bị dập dập ha. Chóc chóc. M12 giao lưu với mọi người 400.000. Rồi mã số M12 cũng là mã số cuối cùng của clip. Em cảm ơn mọi người đã xem, mong được ủng hộ mọi người. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.